Tin giáo sứ Kiên Long, mừng ngày lễ Chúa Chiên lành tại giáo sứ Kiên Long. Cùng với giáo hội sống tâm tình Chúa Nhật thứ tư phục sinh, cách riêng đối với giáo sứ Kiên Long, giáo hạt Tây Ninh, trong tư cách là cha phụ trách ơn gọi cùng giáo hạt, nên ngày lễ này còn có một ý nghĩa đặc biệt đối với các bạn đang tham dự lớp tìm hiểu ơn gọi của giáo hạt. Những mẹ trẻ có ý hướng dân mình cho Chúa. Trước khi bắt đầu thánh lễ dành riêng cho các bạn trẻ và các em thiếu nhi vào lúc 7 giờ 30, cha Raphael Nguyễn Bùi Ngọc Liêm, chánh xứ Kiên Long, đã nói lên ý nghĩa của thánh lễ và mời gọi các bạn trẻ hãy lắng nghe tiếng Chúa để bước theo Chúa, cũng như để phục vụ mọi người như gương Chúa. Năm nay, giáo sứ Kiên Long không dùng hình ảnh quý thầy quý sơ được các em thiếu nhi thể hiện nhưng cha xứ Raphael đã mời gọi các dòng tu hiện đang phục vụ tại các cộng đoàn trong giáo phận Phú Cường đến chia sẻ cũng như giới thiệu và giải đáp các thắc mắc của các bạn trẻ. Điều này đã thu hút sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là giới trẻ và các em thiếu nhi, trong buổi sinh hoạt với chủ đề Đừng sợ sau thánh lễ nhì bắt đầu lúc 9 giờ đến 11 giờ tại giáo xứ Kiên Long. Trong buổi sinh hoạt, Mỗi hội dòng đều có đại diện trình bày sơ lược về ơn gọi, linh đạo và điều kiện để gia nhập hội dòng mình. Nhiều hội dòng đã chuẩn bị rất chu đáo với những đoạn phim được chiếu trên màn ảnh để qua đó mọi người có thể hiểu thêm về ơn gọi tu trì. Ngày hội được kết thúc trong buổi tiệc tự chọn nơi khu viên giáo xứ.